2019 mà lên cùng đề này, mình đề cho anh em này. Xin đâu? Tắt nguồn khẩn cấp này. Đấy, và đề này. Đấy, cùng tăng tốc này. Kéo hành trình ga rất là nhẹ, nhẹ ga nha các bạn nhá. Đấy. Lên rất là nhanh vì nó ăn cắp hành trình ga mà. Tiếp theo nữa là cái gì? Là tổng phanh Racing Boy chắc chắn rồi. Một bộ combo thần thánh luôn, tổng phanh Racing Boy. 14 mm này anh em này. Đấy, 14 mm tổng phanh Racing Boy. Raceboy S1 14mm. Đó. Cực kỳ là hợp lý. Và đây là bảo vệ tay lái này. Cái gù này là mình đóng chốt gù ở bên trong rồi nhá. Cực kỳ là nặng luôn anh em ạ. Cái gù này đóng chốt ở bên trong luôn. Rất là nặng. Đó. Thì đây là cái bảo vệ tay lái. Bảo vệ tay lái CNC. Tổng côn thì chủ xe chơi tổng CG CNC. Giống Idol Vũ Na Vu. Chắc bản này là lấy từ bộ của Vũ Na Vu để độ sang. Công tắc. Con này là cái gì? Là passing. Đấy. Công tắc này, bật đèn này, passing này, đề còi này. Đó, pha cốt này đều lên được hết. Đây này. Pha cốt này, passing này. Đấy, đều lên được hết. Đấy là bộ đầu. Và tiếp thêm là cái khóa smart key như mình đã giới thiệu anh em. Smart key không cần chìa. Để xa nhá, cho nó hết này. Khi nó hết thì nó sẽ tắt cái khóa đi. Bây giờ mình sẽ bật lên cho anh em nhá. Không, mình không cần bấm nữa, em đứng xa ra. Em đứng xa ra. Bây giờ nhá, không cần bật chìa này. Đấy, nó tắt rồi đúng không anh em? Bây giờ này, mình không cần bật chìa luôn. Đấy, để chìa đây này. Camera nhìn thấy chìa không? Em đứng xa tí ra để nhìn cả chìa. Đấy, tắt đi này. Không cần chìa. Nhưng con này có bất lợi, cái duy nhất là gì? Là khi mà các bạn đi qua vùng phá sóng của quân sự thì nó sẽ bị là nó phá mất cái sóng, hai cái sóng từ của smart key và từ của chìa, nó làm cho bạn bị mất cái nguồn đi. Thì sau khi mình đi qua khu vực phá sóng đấy là nó sẽ đi lại bình thường. Đấy là cái bất lợi duy nhất của nó. Và tiếp theo nữa, đầu xe. Đầu xe là một cái thứ mà rất ít anh em lên. Có thể anh em Sài Gòn đã lên rồi, nhưng mà anh em Hà Nội thì có thể là mình cũng không biết là anh em nào lên, nhưng chưa nhìn thấy ở trên hội đăng nhiều. Đấy là gì các bạn biết không? Theo Adeline 4 tít dành cho thụt Winner X và Winner V1. Các bạn thấy đẹp và liền lạc không? Đấy, con này là con thụt Winner V1 nhá. Lên được cho cả thụt Winner X luôn. Con này là mình sơn lại anh em ạ. Đấy, con này mình sơn lại. Con này mình sơn lại. Heo bát heo Brembo. Heo dùng heo Adeline 4 bit. Dành cho những anh em nào thích chơi gọi là chơi cái đồ mà nó trông nó không phải thay đổi cả toàn bộ cái hành trình xe như thụt Upside Down.
mà lại vẫn được dùng heo 4 feet này. Đấy, thì nữa mình sẽ tặng khách cái kẹp dây ga, dây dầu nó như này, kẹp Utaru chắc chắn rồi, thì nữa mình sẽ tặng khách. Đấy, và tiếp theo nữa là cái đĩa, chủ xe đã lên vành chính hãng X1R luôn, vành OZ chính hãng X1R, vành OZ chính hãng X1R, và lên thêm kèm cái đĩa buji nữa. Đấy, buji bản lớn, làm cho nó bóp, nó mút phanh. Bộ combo thần thánh giữa heo Adelin 4 feet và Racing Ball S1 nó kết hợp với nhau thì chuẩn chỉ luôn, ngon lành luôn. Lớp máy thì cũng được con béo mô tô sơn lại nha anh em nhé. Cái lớp máy này thì mình không sơn ra cái màu, không sơn ra cái màu của Vision 150 của Indonesia mà anh em hay lên, mà mình sơn theo màu thụt luôn để cho nó giống nhau. Đấy, chứ còn nếu mà cái da màu vàng này thì nó hơi xanh một tí, vàng zin của lớp máy Vision 150 thì nó hơi xanh tí, nhưng mà mình muốn cho nó giống cái màu thụt nên mình sơn lại luôn cả màu thụt, sơn kèm theo giống màu thụt. Thì nếu mà màu thụt và màu xanh thì nó rất là xấu. Đấy, các bạn nhìn thấy tất cả ốc titan đã được mình lên này. Đấy, ốc titan mình lên hết cho xe luôn. Đấy, thế là lên dàn đầu. Và tiếp theo nữa là cái gì, cổ bô này đã được mình làm lại nhá, làm cổ inox đây này, thay đến đây luôn mà các bạn. Đấy, lõi tụt luôn và đến đây cơ mà. Đấy, mình thay dài hẳn đến đây luôn. Đây là cổ vô mở to và không móc nhá, để nghe tiếng buji này, tiếng cực êm luôn và thoáng, chạy cũng rất là thoát. Đấy, đúng không các bạn? Vẫn là tiếng buji, vẫn là tiếng buji, nhưng mà lại giữ lại cái cổ vô inox 304. Và thêm cái nữa là cái khung sườn, chắc chắn rồi, anh em biết rồi đúng không? Cái khung sườn xe này mình đã thay ra rồi. Đấy, số khung số máy đây, nguyên zin nguyên bản của xe luôn, số khung số máy đây. Nếu anh em bảo cắt hàn, không hề cắt hàn tí nào luôn nhá. Đấy, đấy là đỉnh cao của cái việc là nhờ công an báo là khe gãy khung sườn và lắp đặt lại. Đấy, các bạn thấy không, như zin luôn. Và chiếc này là An có nhớ chiếc này là chiếc anh em mình đẩy về không? Ừ, nhớ rồi. không dám đi luôn. Đấy, con này, cái con này nó, đây này, nó hơi cạnh một tí, cao su rồi, cao su anh chưa ấn này. Đâu đây này, vừa nãy kiểm tra là cái khóa này, tí nữa chắc phải kiểm tra là cái lò xo của bạn ấy, chắc là đi đến cái lò gì lò. Cái này nó không lây được này. Đây, nó không trả lại cái không cái trả. Tí nữa. Móc là nó móc lại. Rồi. Đây, móc cái này vào đấy. Làm xu ấn. Đấy. Và tiếp theo là chiếc xe này đã được con béo mô tô bảo dưỡng lại toàn bộ cho nó ngon lành, cảnh đào mượt mà. Vì xe này để lâu quá, đi lâu bị tai nạn. 2 năm trước tai nạn quá kinh hoàng luôn. Xé cả khung luôn. Vành OZ này thì với vành OZ này anh em đi càng zin thì rất là ok nhá. Đi càng zin thì rất là ok, bởi vì là lên lốp lớn thoải mái luôn. Và đây là cái mà mình lắp vào trong khách này. Đấy. Cái này ốc yếc này phải thay hết ốc đẹp đi, để ốc xấu quá. Này, cái này mình sẽ phải thay hết tất cả những con ốc này. Ốc này nhà mình ốc zin rất là nhiều, anh ốc của MT15 này, ốc của R15V3 các thứ. Ốc yếc nhiều, lấy mấy con ốc zin của anh kỷ cho khách lắp vào trông cho đẹp đẽ liền lạc. Đấy, các bạn thấy không? Cái này thì nó, các bạn biết là nó thay cái này là của King Rock để làm gì không? Để nó êm. Lùi lùi vào đây nghe tiếng xem có tiếng gì không? Này, anh quay rồi. Êm du luôn. Và các bạn biết chơi xích gì không? Xích không phớt luôn. Xích không phớt cao su luôn. Nhưng mà nó là xích Racing Boy Thái Lan xịn luôn. Đấy, đây này, Racing Boy này. Đấy. Racing Boy Thái Lan xịn luôn. Đấy, êm du. Con này là một chiếc xe mình dọn lại cho bạn Đường Zino. Anh em thấy được không? Rất nhẹ nhàng luôn, không quá cầu kỳ, không quá là nhiều chi tiết đồ chơi, nhưng cực kỳ là đơn giản và lại vẫn là nhìn phát biết xe độ luôn. Và thêm cái nữa là chủ xe có đặt cái ốp đầu này về để cho mình lắp đây. Cái này chắc là để đặt cái phát biển titan lên đây, nhưng mà chưa thấy cái phát biển titan đâu. À, hóa ra là nó làm sẵn cái khía này luôn à? Cái kiểu này luôn à? Tức là nó đã làm sẵn luôn, nguyên về mình về chỉ làm thôi, nó nguyên bộ nhựa này về chỉ lắp vào thôi, như zin luôn, không phải độ chế gì. Cái này sản phẩm trong Sài Gòn bán rất là nhiều. Đấy, tai này em nhìn này, kỹ càng đến mức anh vào đây cả tai titan luôn này. Đấy, thì các bạn nguyên bản biết là anh em dùng Racing Boy S1 rất là nhiều rồi, thì có nguyên bản đó là tai nhôm nó vắt lên như này, nhưng mà tai nhôm vắt lên thì nó sẽ làm cho cái đường
đường dầu này nó bị ngắn. Đấy, nó vướng nhựa nên là mình chơi luôn tai titan luôn. Đấy. Một sản phẩm độ con béo ô tô thì anh em muốn hỏi giá thì bây giờ đặt nguyên con này thì chưa biết là bắt đầu từ đâu. Vì là cả đồ của khách đặt về lẫn cả đồ của mình. Thì bây giờ mình sẽ đọc những cái đồ mình biết nhá. Ok anh em, tổng phanh Racing Boy S1 1.250.000. Anh em có thể lên Shopee check giá. Đấy, 1.250.000. Tay CRG CNC kèm với tất cả công tắc để khi mà có số bóp vào đề được nhá anh em nhá. Tay CRG CNC 950. Bảo vệ tay lái CNC cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bảo vệ tay lái CNC 450.000. Rất tinh xảo luôn nhá các bạn nhá. Đấy, tất cả bằng nhôm CNC 450.000, lắp được cho rất là nhiều dòng xe. Và tiếp theo nữa là combo Domino 6.5, kèm với combo co ga và dây ga 900.000. Kể cả anh em thay Domino xịn vẫn phải mua combo co ga dây ga này nhá các bạn nhá. Đấy, cùng đề T-Bix 550.000 à, chính hãng. Thụt trước Winner 4.250.000, full combo, chảm ba này, ống trục này, rồi là bla 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 tất cả. Bát CNC, bát CNC dành cho thụt Winner kèm heo Adeline. Bát CNC 1.450.000, heo Adeline 1.850.000, full combo nó của đó là 3.2. Ốc titan này, ốc đĩa này, đĩa buji 1.150.000. Vành X1R 2.850.000, bao lắp đặt là 3.250.000. Ok. Sơn lốc máy và thụt 6.5, lốc máy hai bên luôn. Đấy, cả lốc máy và thụt 6.5, lốp Michelin 100 mấy đây, 130, xe đi 130, 130, 130, 130, 130, 130. Nhìn khác biết vành 40.0 đi 130. Đấy, 130, 1.250.000. Con này ai biết còn thiếu cái gì không? Thiếu quả thụt DS. Con này chắc chắn luôn, thiếu quả thụt DS. Combo nhông X1R Six Racing Boy Thái Lan 850.000 anh em. Êm lắm. Êm nhở, chẳng nghe cái tiếng êm. Êm chu luôn. Khách thay, khách tỉnh thay bảo ôi anh ơi con này chạy êm như phất cao su luôn. Đấy, 850.000. 120 cỏ. 120.000. Đấy. Ôi hết rồi. Nhưng mà thực ra thay cái này tốn công phết ấy, 120.000 là rẻ. Tại quá rẻ. Công là phải mình phải cỡ tháo hết cả ra, nhấc hết cả ra đút vào mà. Quá là tháo ở ấy cũ luôn mà. Thôi đừng nói rẻ, rẻ xong rồi anh em một cộng đồng mạng lại nói mà mèo mèo khen mèo lắm lốc. Khóa smart key cho Exciter 150. 3.650.000. Kính chắn gió loại Trung Quốc 450, loại xịn là 750. À, combo cái đầu này bạn rủ mua về là 4 triệu, cứ cho như 4.5 triệu đi, bảo lắp đặt các tất cả dây điện các thứ, dây chuyển các thứ, 4.5 triệu. Anh em nhìn thấy được của nó. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi một sản phẩm độ và review tại Quần Béo Mô Tô. Anh em cần mua đồ có thể liên hệ vào Shopee Quần Béo Mô Tô Vlog, hoặc là liên hệ đặt đề can, có thể mua đề can online thì là ở hệ thống Quy Đề Can, Quy Đề Can số 1 tem xe. Ok anh em, cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em vào những vlog sau nhá. Bye bye anh em.